Hôm nay mình sẽ dẫn bé đi ăn một món coi như là món truyền thống của Hàn Quốc á. Đó chính là món quán nì, quán thịt nướng mà như là có bán mặt trang rất là ngon mọi người. Thịt nướng thì giống như là mọi người biết là ở Hàn Quốc rất là nhiều đúng không? Nhưng mặt trang mới là cái món truyền thống ở đây. Mặt trang chính là món lòng nướng. Thì bây giờ mình sẽ dẫn bé vào đây ăn. Lại lấy thịt. Bây giờ mình sẽ chỉ bé là lấy đoạn kèm nha. Đây là mấy đoạn kèm nè. Bây giờ mình sẽ chỉ là đi lấy thịt. Mấy đứa làm nhiều mà. Mặt trang là cái đó. Lấy hai cái đi. Thịt ba chỉ nè. Bao nhiêu một phần? 12 mấy ngàn một người thôi, là cứ vậy mà. Mấy mà ăn gì ăn? Cứ lấy thôi. Nó thịt mềm thịt ướt cũng ngon lắm. Rồi rồi bên này kia đi được rồi. Bưng. Đấy, bây giờ là mình sẽ. Đó là lòng đấy. Lòng thì nó có hai kiểu, là một kiểu là người ta cắt sẵn và cái kiểu này là nó thành còn nguyên một sâu như vậy á. Này là đố bé là phần gì của con heo, con bò? Không, đó là cái trực tràng của con heo hoặc con bò. Trực tràng đó. Bây giờ mình ăn thử lòng trước đi, nhưng mà bỏ cái thịt ba chỉ này vô trước. Đó, bây giờ để lên luôn đi đó. Cái gì á? Wow. Thèm quá, thèm quá. Cái này sao mà giảm cân được đây? Ăn đi để lấy sức giảm cân. Ba chỉ thì ở trên nó chảy mỡ hết. Còn những cái thịt tốt này thì là phải để ở dưới. Đồ ăn kèm này là gì vậy ta? Hành tây hả Ngọc? Dạ, kim chi, củ hành, củ cải trắng. Cái này các loại sốt để chấm mình cũng không biết là gì. Thì mình cũng ra được. Đây nè, có thêm mấy cái nấm. Bây giờ mình sẽ lấy thêm lấy nấm nha. Nấm hả? Này ha. Nấm người gà. Đúng rồi, nấm người gà. Nấm này ngon. Chua và củ hành chua. Cái này là tteokbokki, cái gấp tteokbokki là nó luôn. Mình sao thích thú à? Để lên xét lên trên đó cái. Với củ hành lên cho nó thơm. Đây là toàn bộ cái mâm của mình nè. Quá trời đồ luôn. Mày uống đâu cho uống nước, cháu uống nước lọc thấy gì hả? Dầu mỡ hay là mình lấy một chai nước ngọt không? Đi luôn. Này bạn ạ, bạn mập
cái biểu diễn đi cắt thịt, cắt bằng tay trái. Đó là bắp với lại sốt. Còn này nó có một tí thơm nè, ngọt ngọt đúng không? Như trái cây hỗn hợp. Ăn cái này mặt dừa. Dừa thì không, ăn cái thơm ngon hơn. Thấy cái muỗng á. Bỏ nấm vô luôn. Cẩn thận. Giật mình. Cái mùi thế nào? Mùi lòng đặc trưng luôn. Cái ướp là cái mà trước mặt nè, cái ướp là cái này nè, là ướp mà thì nó phải, mình phải nướng phía dưới đây để nó không bị khét. Như sắp ăn được rồi bé à. Nè bé, lật lật phụ bằng đũa mấy cái này đi, sắp ăn được rồi đó. Mấy cái đó ăn được rồi đó. Còn một cái nữa là cái chén này chén nước mắm nè. Chén này mắm như mắm nãy nè, mình chấm vô đây rất là ngon hơn. Nó mặn, có vị. Đóng rồi. Đâu. Cái này hả? À, ăn với lại nước chấm này nó có đậu phộng nè, với ớt nè. Đấy. Thử coi. Có cái lỗ chưa hết á. Không. Mình bỏ vô cái này đây. Cái này mình sẽ có lấy thêm một miếng này nữa. Đó, có sốt này không? Mình cuốn lại. Mày. Nhìn đúng không? Ngon không phải nói luôn, vừa chua vừa ngon. Vừa béo, vừa cay. Ha. Quá. Đâu? Nước đào đúng không? Sốt thịt nè, giống Việt Nam. Mình ăn trên lửa ba chỉ nè, nướng lên nó có mấy mềm thịt. Chứ còn hoặc là sườn luôn, chứ còn mà nướng mà cái miếng tảng to to là nó sẽ bị rất là khó ăn. Thì thịt ướp nè. Thịt ướp này thì nó mặn mặn ngọt ngọt rồi, nhưng mà ăn nhiều quá thì nó cũng ngán.
uống nước vừa vừa thôi, ngon lắm. Cái này nó mặn á. Chấm vừa vừa thôi. Ướp. Cái này là ba chỉ nè, ba chỉ mới ngon. Ba chỉ sẽ ngon hơn thịt bình thường. Sao các vị có cảm nghĩ này? Rất là thơm ngon. Như là chấm cũng ngon. Chấm lại là ngon. Chấm lại là ngon. Mình làm thêm ở quán thịt nướng đó mọi người. Hay đưa tiền quán mà. Nên là mình hay vậy. Nãy giờ ăn heo không? Nãy giờ ăn bò mà. Chưa, đó là heo. Này mới là bò nè. Ăn đủ loại luôn đi. Đây là bò nè. Nhìn ngon quá. Thấy cái nào mỡ mỡ mỏng mỏng quá. Bò nè, nó teo lên nè. Đó, cái này chín rồi nè, bò chín rồi nè. Bò nhanh chín lắm. Không, nó giòn nhưng nó dẻo. Cái này là do bỏ tủ lạnh á, bỏ tủ lạnh nó mới dẻo á. Nó bị đông lại á. Mấy thịt ướp này nó mau chín lắm. Tteokbokki nướng thì sao? Đây là tteokbokki nướng, tức là mình hay ăn làm sợi. Nhà tteokbokki đó là bánh gạo mọi người. Bánh gạo nướng mà tteokbokki nướng là nó giòn giòn ngon lắm. Chừng nóng. Nóng. Ngon. Ở ngoài giòn, ở trong thì dẻo. Chứ không giống như tteokbokki mà mình ăn nấu chắc là nó nóng xào hay rất là ngon. Sao cảm giác sao? Rất là ngon, rất là ngon. Các bạn mọi người có dịp đi Hàn Quốc thì nhớ phải thử cái món này. Cái này nè, lọc nướng. Thịt nướng thì có thể là mình ăn ở Việt Nam nhiều, nhưng mà cái này rất là tuyệt vời. Ăn miếng nữa. Bye bye.